Mỗi ngày Kim Thuật sẽ chia sẻ với các bạn một cuốn sách, có thể là các bạn không cần đọc, Kim Thuật sẽ tổng kết giúp các bạn thôi. Ở đây trên tay Kim Thuật đang cầm một cuốn sách tên là Thôi miên bằng ngôn từ. Cuốn sách này khá là thú vị. Rất nhiều người trong chúng ta đấy học IELTS 5.6.7.8 8 10 chấm. Nhưng các bạn quên mất một điều rằng là chúng ta sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Đôi khi người Việt nhé, nói tiếng Việt còn không hiểu với nhau thì các bạn có dùng tiếng gì đi chăng nữa cũng không giải quyết gì cả. Bản thân chúng ta là người Việt nhưng nói tiếng Việt còn không hiểu nhau, đúng không ạ? Chứ đừng nói là các bạn dùng tiếng Anh mà nói cho người Anh hiểu, hay là tiếng Tàu dùng cho người Tàu hiểu nhé. Có nghĩa là đôi khi chúng ta hiểu nhau đấy, chỉ cần chúng ta muốn hiểu nhau thì cho dù các bạn không nói gì, chỉ là cái nháy mắt, chỉ là cái cử chỉ, thậm chí là cái điệu bộ dáng dấp của chúng ta cũng đã có thể hiểu nhau rồi, đúng không ạ? Thì cái cuốn sách mà Thôi miên bằng ngôn từ đấy cũng giống như là Kim Toàn đang chia sẻ rất là nhiều các kiến thức trong các cái liệu trình, trong các bài tập yoga của Kim Toàn. Chỉ cần các bạn muốn hiểu thôi thì Kim Toàn tự khắc sẽ chui được vào đầu các bạn, tự khắc sẽ chui được vào tim của các bạn. Còn nếu như các bạn, mindset của các bạn trong đầu không có cái điều đó và không muốn nghe điều đó, thì cho dù Kim Toàn có nói hay gì đi chăng nữa, ngọng nhú ngọng nô hay như chim hót đi chăng nữa, thì các bạn cũng chẳng cần quan tâm cái điều đó làm gì cả, đúng không ạ? Rồi, bài của ngày hôm nay Kim Toàn sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm sao nhé để uống rượu mà không say đối với nam giới, và cái cách làm sao để ăn uống thức ăn hàng ngày đối với nữ giới mà không bị bệnh tật. Ở đây chúng ta sẽ làm một cái phép so sánh rất là đơn giản thôi, ở trong cái liệu pháp phục hồi tự nhiên này đấy. Đối với nữ giới đấy, nếu như các bạn ăn sai, có nghĩa là các bạn ăn sai hoàn toàn mà các bạn không biết tại sao mình sai, thì cũng giống như nam giới thôi, họ uống rượu sai cách mà không biết tại sao lại sai. Thì ở trong bài tập của ngày hôm nay Kim Toàn sẽ chia sẻ với các bạn điều đó nhé. Rồi sau đây mời các bạn tập cùng với Kim Toàn. Xem tay bên trái trước. Đổi bên. Thôi xoay cổ. Đổi bên. Trước tiên để vào chuyên đề chính ấy, thì Kim Toàn sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện trong quá khứ. Nghiêng hai bên của đất nước Nga có những cái câu chuyện ấy, của đất sau nhá, nó rất là thú vị. Đôi khi nó giúp chúng ta có được cái sự trải nghiệm cũng như có cái kinh nghiệm để ứng dụng đời sống thiết thực thời điểm hiện tại nhé. Vung tay. Tại sao ai cũng biết là rượu không tốt nhưng lại không thể bỏ rượu được, thậm chí lại càng ngày càng hiện đại hơn, càng có nhiều các chất kích thích mạnh hơn, đúng không? Đó là cái câu chuyện rất là điển hình của những cái nước phương Tây. Các bạn nghe rất nhiều đến cái món rượu whisky đúng không? Hoặc vodka của Nga đúng không? Hơi vàng ngang, rất là nặng. Có những loại có lẽ phải tới 90 độ đấy. Và điển hình là Nga. Rồi, bây giờ một chân. Đã có thời kỳ đất nước Nga là đang là một cường quốc rất là lớn, rất là mạnh mẽ trên toàn thế giới đấy, có vị thế rất là lớn. Nhưng do những cái cải cách rất là quyết liệt, đặc biệt là cải cách vào rượu, cấm và đánh thuế. Thôi xoay không. Và chính xác là Kim Toàn không đào sâu chính trị nhé, chỉ nói sơ qua một chút thôi, là đất nước đã tan rã, quốc gia đã tan rã vì cái lệnh cấm rượu đó. Tuy nhiên không phải đấy là cái ý chính đấy, nhưng mà nằm trong đó đấy, rượu rất là quan trọng. Đổi bên. Ở những đất nước nhiệt đới gió mùa như chúng ta đấy thì nóng bức đúng không? Thì đôi khi mọi người không uống rượu mấy mà mọi người chuyển sang uống những cái loại mà nó cũng say nhưng mà nó mát hơn, ví dụ như là bia đúng không? Thôi xoay gối. Nhưng đối với những đất nước lạnh như vậy đấy, thì để tăng thân nhiệt lên thì chúng ta là phải sử dụng cái gì ạ? Rượu, nhất là vào những mùa đông. Điển hình như tại thời điểm hiện tại này là có Ý, Italy đúng không ạ? Đang là khủng hoảng năng lượng, phụ thuộc rất nhiều chất đốt của Nga. Để làm sao ạ? Để duy trì được cái mùa đông, qua được cái mùa đông. Thôi chụm chân. Thì đối với chúng ta thì chúng ta có thể là không cảm nhận được cái điều đó, tại vì chúng ta không ở cái môi trường đó, thành ra chúng ta không cần thiết đúng không ạ? Hoặc một số thành phố lớn ở Việt Nam mà không có điện chạy điều hòa với một số mùa nhất định ấy, thì rất là mệt mỏi. Ví dụ tại thời điểm này ở Hồng Kông có những cái căn nhà siêu nhỏ chỉ rơi vào tầm vài ba mét vuông thôi. Đổi bên. Thì cái việc sử dụng điều hòa là rất là quan trọng, thậm chí là còn không đáp ứng nổi nữa cơ, do cái không gian nó nhỏ quá căng cơ. Thì các bạn hình dung là rượu nó quan trọng như thế nào đối với đời sống hàng ngày, đối với một số dân tộc nhé. Kể cả ngay trường hợp đất nước mình không có nấu rượu đi chăng nữa, nghiêng trái, thì cũng có rất nhiều quốc gia chuyển rượu sang đây, xuất khẩu sang đúng không ạ? Và thực tế đã chứng minh là cho dù có cấm thế cấm nữa đi chăng nữa cũng không bao giờ cấm được. Và thuốc lá cũng vậy. Đổi bên. Lý do là nó cần, rất cần trong đời sống hàng ngày.
có thể không cần với một số người tại một thời điểm, nhưng cần với đại đa số mọi người nhé. Xoay trái. Ví dụ như trước đây chúng ta ở cái thời tiết trước đây nhé, khoảng tầm những năm 80 đổ lại, rất là lạnh, quần áo thì không có nhiều, quần áo ấm, đổi bên. Nhà cửa thì không cao, không sát, dân thì ít, đúng không? Các công trình công cộng không có, toàn là cây cối thôi. Thành ra cái mùa đông rất là lạnh, lạnh lắm. Những cái thế hệ tầm 8X trở đi thì mới có biết được cái cơn lạnh này là gì. Thôi đẩy lên. Mùa đông là lứt nẻ hết cả da. Đặc biệt là đối với miền Bắc, đúng không? Thì cái việc giữ ấm cơ thể đó là điều vô cùng khó khăn. Hầu hết đàn ông đều sử dụng rượu ở cái chu kỳ đó để giữ ấm cơ thể. Và những người mà đi biển ấy, các bạn có thấy là những dân vùng biển ấy, là đi là còn phải uống nước mắm vào nữa cơ. Thôi đan tay Vân, để tăng cái nhiệt cơ thể mình lên, trụ được cái nhiệt lại, trụ lại được cái một thời tiết và môi trường đó, đúng không? Thì các bạn hình dung là cái tầm quan trọng của rượu nó quan trọng như thế nào đối với đời sống. Thì có thể đến cái thời điểm này đấy, là họ không thể cai được nữa, họ đã bị phụ thuộc vào cái ma túy ngoại sinh đó rồi. Rồi các ông vây. Nhưng xã hội đã thay đổi rất là nhiều, chính vì vậy chúng ta cũng phải thay đổi cái thói quen sử dụng chất kích thích để làm sao cho nó đỡ ảnh hưởng tới sức khỏe nhá. Trước đây mà để mà sống được có cuộc sống tốt hơn đấy, có kiếm được thí dụ những con hải sản tốt hay là kiếm được cuộc sống tốt thì cần phải uống nước mắm, cần phải uống rượu, đúng không? Nhưng bây giờ không cần thiết phải đến mức độ đó nữa. Rồi bên. Những người nặn biển bây giờ được trang bị những cái bộ quần áo bảo hộ rất là tốt. Thành ra mọi người không cần phải sử dụng những cái biện pháp mà nó hủy hoại cơ thể như vậy nữa. Thì các bạn có để ý thấy rằng là chúng ta cần phải thay đổi cái thói quen uống rượu, sử dụng chất kích thích của mình nhé, nhằm đảm bảo sức khỏe, nâng cấp sức khỏe, sống lâu sống khỏe tốt nhất. Thôi, căng tay. Tránh cái trường hợp là chúng ta lạm dụng rượu theo một cái thói quen. Thì cái thói quen của người Việt cũ truyền lại cho đến bây giờ đấy, cái thế hệ bây giờ đấy, và cái thế hệ 8X đổ lại đấy, nó vẫn còn rất là nhiều. Thậm chí cái thế hệ đầu 8X và cuối 8X, tầm tầm 88, 89 này, vẫn sử dụng rượu gần như là một cái thói quen cũ. Rồi, có nghĩa là môi trường mới, nghề nghiệp mới, thời tiết cũng đã khác rồi. Chúng ta không thể sử dụng cái cách cũ nữa. Nếu như các bạn vẫn tiếp tục ứng dụng đấy, vẫn áp dụng vào đời sống của mình đấy, thì thực tế đã chứng minh là rất 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 nhiều người hỏng gan, hỏng thận, suy gan, suy thận, đúng không? Bước dòng chân, nghiêng trái. Thì hôm nay Kim Toàn chia sẻ với các bạn cái cách làm sao nhé, để có thể sử dụng được chất kích thích, vẫn vui, vẫn khỏe, mà lại không ảnh hưởng gì tới sức khỏe cả. Lại rất là phù hợp với thế giới hiện đại như bây giờ. Có thể là các bạn không tin lắm, chưa tin cái điều Kim Toàn nói. Tất nhiên thôi, không sao cả. Có rất nhiều nguyên nhân khiến các bạn không tin cái điều đó. Thôi đổi bên. Cụ thể là có thể các bạn chưa đi di chuyển các cái vùng miền khác nhau, nhiều vùng miền khác nhau, hoặc các bạn không uống theo kiểu của Tây. Bản thân Kim Toàn đã uống rượu của rất nhiều người, nhóm khác nhau, nhiều quốc gia khác nhau, thậm chí là nhiều màu sắc khác nhau. Có nghĩa là đôi khi uống cả cái người da trắng để cảm nhận xem người da trắng tôi uống kiểu gì, uống người da đen, người da đỏ, đúng không? Thôi gặp người. Thì thông qua cái việc những trải nghiệm đó, Kim Toàn có rất nhiều các trải nghiệm uống rượu khác nhau và cũng đều say như nhau cả. Tuy nhiên cái cơn say và cái trạng thái say nó khác nhau rất là nhiều nhá. Các bạn có để ý thấy rằng là hầu hết những người Việt của chúng ta đấy mà uống rượu trắng hoặc rượu ngâm, uống nhiều hơn cái mức bình thường đấy, thì các bạn say hay bị chìm, đúng không? Chìm rất là sâu mà mệt mỏi. Ôm bên trái. Chứ không như là khi chúng ta uống rượu Tây. Không ai mà uống rượu Tây mà lại ăn với đồ ăn của người Việt nhé. Thường uống rượu Tây chúng ta sẽ ăn đồ Tây, đúng không ạ? Và cái cảm giác say của đồ Tây đấy, nó rất là vui, nó hưng phấn, nó muốn nhảy múa, nó muốn ca hát. Nhưng cái cách mà uống rượu của người Việt, ăn theo kiểu của người Việt ấy, thì chúng ta rất nặng người. Có cảm giác là người nó trì trệ, nó ì ạch lắm, nó mệt mỏi. Thậm chí là nó chìm người xuống. Đổi bên. Gặp sâu người xuống. Kim Toàn tổng kết sơ qua lại một chút của buổi ngày hôm trước nhé, để các bạn hình dung ra là cái thói quen uống rượu của người Việt chúng ta, và bổ sung thêm cái thói quen uống rượu của người châu Âu nhé, của người hiện đại đấy. Chúng ta cứ gọi là họ là người hiện đại, người tiên tiến đi, còn chúng ta là người chuẩn bị hiện đại theo cách uống rượu thôi nhé. Thôi xoay người sang phải đè không. Có phải là người Việt chúng ta rất ít người là gọi là uống rượu sách không? Trước kia các cụ là hay uống rượu sách ấy, đúng không ạ? Không có mồi nhậu, chỉ uống với một tí nạc thôi.
hoặc là với củ khoai, củ sắn, củ khế. Ví dụ người miền Nam là họ hay uống rượu theo kiểu đó đấy. Họ uống rượu có thể là rượu nặng hoặc là rượu nhẹ. Nếu như là rượu nặng ấy thì họ pha theo kèm với các hoa quả, nước đá, gọi là cocktail đúng không? Và họ uống thì chỉ ăn rất là nhẹ, có thể là chỉ là quả xoài, quả khế thôi, rất là nhẹ và có thể lai dai cũng 1-2 tiếng. Duy trì nhá, đổi bên. Tuy nhiên người miền Bắc và miền Trung thì khá là khác nhau. Đặc biệt là người miền Bắc thì phải ăn nặng mới uống rượu được. Chính vì vậy cái thói quen uống rượu của người miền Bắc và miền Nam khác nhau rất là nhiều. Trước đây các bạn có thấy rằng là giả thiết như người miền Bắc nhé, khác người thủ đô rất là nhiều, người Hà Nội đấy. Đại đa số người miền Bắc khác người thủ đô cực kỳ nhiều. Ăn uống bao giờ mâm cao cũng phải cỗ đầy, đặc biệt là đám cưới đúng không? Thấy những cái mâm đám cưới mà đồ ăn mâm cỗ của người thủ đô mà họ trông nó đơn giản đấy, thì mình bảo họ ăn như thế nó không ngon miệng, thế này thế nọ kia. Ăn nó phải đầy mâm cơ. Có nghĩa là chúng ta hay ăn quen với cái khối lượng lớn rồi. Thành ra đi ăn cỗ ở thủ đô đấy là chúng ta hay chê cái món ăn của họ trông nó đơn giản quá. Thôi đẻ gối, nó tành toàn. Không phải đâu. Do họ sử dụng rượu khác chúng ta và cái thói quen sử dụng dinh dưỡng khác chúng ta. Thành ra là họ có cái thói quen thưởng thức thức ăn nó khác nhé. Ăn uống để nó khỏe mạnh khác, ăn uống nó sạch đẹp, nó sang trọng khác. Khác hoàn toàn đến kiểu ăn thật no bụng nữa. Thì đại đa số người Việt bây giờ đã thay đổi khá là nhiều. Tuy nhiên với đại đa số đấy thì vẫn giữ cái thói quen đó. Thì thông qua cái thói quen đó các bạn có thấy rằng là hầu hết nam giới của người Việt chúng ta nhé, là khi uống rượu đấy, vào mâm một phát là phải chào chén đúng không? Chào rất là nhiều. Thôi, rồi, xoay. Rồi, duy trì nhá. Thậm chí là chưa kịp ăn, uống nhiều quá dẫn tới say. Hoặc có anh nào khôn khôn quái quái thì ăn liên tục đã, đúng không? Ăn liên tục, ăn thật nhiều để làm sao để chống say, đúng không? Thì lý do rất là đơn giản thôi. Khi thức ăn đưa vào đấy, cơ thể đấy, thì cái tế bào của chúng ta, cái hệ thần kinh của chúng ta đấy, nó ưu tiên là tiêu hóa thức ăn trước và tiêu hóa rượu sau. Thôi sọc dọc. Chính vì vậy ấy mà chúng ta chậm say và rượu nó vẫn để ở ruột non của chúng ta. Vấn đề đó nhá, thì thường là tầm khoảng sáng ngày hôm sau bắt đầu nó mới tiêu hóa và chuyển hóa. Thì chúng ta bị say trong giấc ngủ. Thì thường để chống lại cái việc đó đấy, thì mọi người hay làm sao ạ? Vẫn ăn vào nhưng mà uống thật nhiều để chứng minh rằng là mình khỏe. Thực ra không phải các bạn khỏe đâu, mà chẳng qua các bạn ăn nhiều. Thì các bạn tiêu hóa làm sao ạ? Tiêu hóa trước và tiêu hóa rượu sau. Tuy nhiên đấy, có rất nhiều những anh như vậy đấy, thì các bạn hỏng đường ruột mất rồi. Có nghĩa là dạ dày và đường ruột của các bạn hỏng mất rồi. Các bạn ăn vào thì dạ dày và đường ruột các bạn làm việc gấp 5, gấp 10 lần người bình thường. Thành ra là làm sao ạ? Bạn vẫn tiêu hóa rượu chậm. Đổi bên. Các bạn có thấy mắc ở phần này không ạ? Người nào khôn nhá thì ăn uống thức ăn trước, nhưng đó là với trường hợp là cái dạ dày của các bạn khỏe mạnh, ruột non ruột già khỏe mạnh, thì các bạn vẫn đủ đỉnh là tiêu hóa thức ăn trước thật, sáng hôm sau mới say, đúng không? Tầm khoảng 3-4 giờ sáng mới say, có những người đến 9 giờ sáng vẫn say. Nhưng mà những người đấy hỏng ruột non ruột già, dạ dày hỏng rồi nhá, nhưng ăn vào là để uống được nhiều, thì những người đó đấy là những người chắc chắn 100% mà đang đại tiện ra máu rồi đấy. Có nghĩa là ruột non ruột già của các bạn hỏng hết rồi. Chỉ là các bạn không biết thôi. Các bạn cứ tưởng là mình uống giỏi. Thực ra là ruột non ruột già nó quá mệt mỏi. Nó mệt mỏi đến mức độ nó có bệnh, đại tiện ra máu cơ mà. Và Kim Toàn gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Thôi vặn người, các bạn không hề khỏe mà cơ thể của các bạn đã tổn thương rồi. Và các bạn ăn vào để làm sao ạ? Để đỡ say. Nhưng các bạn quên mất điều rằng ăn vào mà cơ thể của các bạn đang bị thủng rồi, ruột đang bị lát rách rồi. Nó vất vất vả, nhọc nhằn nó mới tiêu hóa được. Và ngày hôm sau các bạn vẫn tiếp tục tiêu hóa rượu. Và cái điều kỳ diệu nó xảy ra này, nếu như những cái người mà hỏng dạ dày, ruột non ruột già, đại tiện ra máu ở đó, uống rượu thông vài ba ngày liên tục mà đại tiện ra máu ở đấy, thì có nghĩa là lá gan của các bạn đang hỏng rồi, quả thận của các bạn đã hỏng rồi. Mà đặc thù của cái lá gan này, nó hỏng đến 80-90%. Đổi bên. Cơ thể của chúng ta vẫn không hề biết. Thường là chúng ta hay thải độc gan đúng không? Nhưng làm sao mà chúng ta biết được lá gan của chúng ta hỏng bao nhiêu phần trăm? Chỉ có những người uống rượu mà test kiểm tra đấy, uống rất là nhiều nhưng không say, ngày mai bắt đầu mới say, 9 giờ sáng ngày mai bắt đầu mới say lờ đờ và không tỉnh đấy, thì có nghĩa là lá gan đã hỏng tầm 70-80% rồi. Chỉ test được kiểm tra ở cái tình trạng đó thôi. Còn hầu hết lá gan của chúng ta hỏng kể cả đối với nữ giới. Hơi đẩy tay sang hai bên, không hề biết lá gan của mình hàng hỏng bao nhiêu phần trăm nhá. Và các triệu chứng mà lá gan hỏng ấy thì có rất là nhiều. Mức độ thấp nhất là gì ạ? Da nó vàng. Mức độ cao hơn một chút là gì ạ? Ngứa. Mức độ cao hơn một chút là nóng trong người đúng không? Mức độ cao hơn một chút nữa là bắt đầu có rôm, đúng không? Mức độ cao hơn một chút nữa là nhiệt miệng và táo bón.
mức độ cao hơn một chút nữa là nứt hậu môn và đại tiện ra máu. Có nghĩa là có rất nhiều mức độ khác nhau, mức độ cao hơn một chút nữa thì da hay bị chết, đúng không? Có nghĩa là cái lượng da chết rất là nhiều, có nghĩa là có rất nhiều, nhưng chúng ta không hề biết được rằng là thôi nhổm dậy cái mức độ hỏng cái lá gan và quả thận của chúng ta ở cái ngưỡng nào, đúng không? Thì các bạn hình dung này, hình dung thật đơn giản nhé, đổi bên. Nếu như các bạn để tâm một chút thì các bạn sẽ biết được rằng cái lá gan của mình nó mắc ở đâu. Và nếu như nặng hơn một chút nữa đấy, nặng hơn hẳn một chút nữa đấy, nghiêng cạnh, thì chắc chắn là các bạn đang có vấn đề liên quan đến quả thận của mình và cái đường tiết niệu. Ví dụ cụ thể này, mật của chúng ta sẽ bị viêm hoặc bị sỏi mật. Tại vì hầu hết những người uống rượu đấy là rất người uống nước, chúng ta mất nước mà. Nhưng khi chúng ta say rồi đấy thì chúng ta không biết rằng là mình cần nước. Say rồi chỉ có ngủ thôi. Thì bằng chứng chứng minh là đại đa số những người uống rượu say ban đêm mà còn khỏe mạnh, còn tỉnh táo thì tự động sẽ dậy uống rất là nhiều nước. Thôi, rồi, mà các bạn ngồi xuống chúng ta tập luôn nhá. Thế anh Hùng quỳ nào. Các bạn đừng quá quan tâm nhiều đến tư thế và động tác nhá. Để nâng cấp được quả thận của chúng ta lên thì không phải là chúng ta tập luyện bài tập đâu nhá, mà bài tập nó chỉ là một cái công cụ để giúp các bạn khỏe mạnh lên thôi. Như buổi trước Kim Toàn chia sẻ khá là nhiều rồi, đúng không? Mục đích tập là để làm gì ạ? Thịt của chúng ta nó mềm ra, các ổ khớp nó mềm mại ra, cái mạch máu của chúng ta nó sạch đi, máu huyết nó lưu thông, đúng không ạ? Nó dẫn năng lượng tới, nó dẫn thuốc tới, chữa lành các cái động tác. Thông qua các động tác đó, nó chữa lành, nó giúp làm sao cơ thể chúng ta tự phục hồi từ phía trong. Và để phục hồi được đấy, thì ngoài cái việc của các bạn cần phải bổ sung các cái dinh dưỡng tốt đưa vào cơ thể để cơ thể phục hồi. Dạ dày chúng ta, gan, thận, ruột, tim đều bằng làm bằng thức ăn hết, đúng không ạ? Chúng ta ăn cái gì, máu thịt của chúng ta ăn cái gì thì máu thịt chúng ta sẽ có cái đó. Ví dụ các bạn ăn tôm, ăn cá thì máu thịt của chúng ta sẽ là làm từ con tôm, con cá, đúng không? Nếu như các bạn ăn cái gì vào để vá cái dạ dày thì làm sao? Máu thịt của chúng ta cũng làm từ thứ đó ra. Thì có nghĩa là chúng ta muốn chữa cái bệnh gì thì phải ăn cái thứ đó vào. Rồi, cố gắng duy trì nhá. Tiếp tục này. Chống tay trái sang trái, nghiêng người duỗi hai chân của mình về trước. Căng duỗi nào. Hết vào vươn lên. Thật căng nhá, úp thật chặt xuống. Càng chặt càng tốt, thật chặt thôi. Càng chặt càng tốt, càng nhẹ nhàng, càng mềm mại càng tốt. Khóa thật chặt. Các bạn có để ý rằng Kim Toàn tập rất là nhẹ đúng không? Mềm và nhẹ chứ không lịch huịch nhá. Hầu hết ai cũng quan tâm đến cái việc khỏe đẹp đúng không? Nhưng để đẹp được ấy thì buộc phải khỏe. Chả ai người ta nói chuyện là khỏe đẹp cả. À đẹp khỏe cả. Bao giờ cũng nói xuôi là khỏe đẹp. Có nghĩa là phải khỏe thì mới đẹp được. Chứ làm gì có chuyện là đẹp yếu bao giờ cả, không bao giờ có nhé. Thì tất cả cái cử chỉ hành động của mình Kim Toàn đã chia sẻ với các bạn vào những cái bài tập tiếp theo, bài tập sau nhé. Có lẽ chúng ta sẽ biết cách di chuyển làm sao thật là đẹp và tự động chúng ta ý thức được điều đó thì tất cả cái lối sống hàng ngày là chúng ta sẽ rất là đẹp, đi đứng nằm ngồi quỳ bò rất là nhẹ nhàng uyển chuyển, đúng không? Phụ nữ hay đàn ông cũng vậy, cứ trên dưới 40 tuổi rồi là bắt đầu chúng ta phải có các cái cử động rất là đẹp. Có thể chúng ta không đẹp về nhan sắc, đẹp về thể hình, nhưng cái thái độ phải rất là đẹp, đúng không ạ? Ngôn từ phải đẹp, cái điệu bộ phải đẹp, cử chỉ đẹp, thậm chí cái ánh nhìn cũng phải đẹp, cái suy nghĩ trong đầu nó cũng phải đẹp. Tự động nó sẽ toát ra cái điều đó trông rất là người lớn, rất là văn hóa, thậm chí rất là quý tộc. Rồi duy trì thật căng nhá. Rồi quay lại vấn đề nào. Vậy sau khi các bạn tìm ra được cái nguyên nhân, cái quả thận, cái lá gan của mình nó yếu đúng không? Thì nó dẫn tới điều gì? Nhẹ nhàng nó dẫn tới sỏi thận. Nặng hơn chút nữa là viêm hết cả thận và phải cắt. Đúng không? Cắt thì rách việc lắm. Còn nặng hơn một chút nữa không những chỉ hỏng thận, viêm thận mà hỏng cả gì ạ? Hỏng cả luôn cả cái mật của chúng ta. Hầu hết những người mà sử dụng uống rượu nhiều đấy, đại đa số là người uống nước trong thời gian quá dài, dẫn tới là sỏi thận, viêm thận, sỏi mật, viêm thận, viêm cả mật luôn. Và rất nhiều người cắt phén cả cái túi mật của mình đi rồi, đúng không ạ? Rồi từ từ buông lỏng, nhổm dậy. Thật chậm rãi thôi. Nhấc cái chân trái của mình nào. Thật nhẹ nhàng, đặt thật sâu vào lòng. Rồi. Thúc sâu cái gót chân bụng này, kéo ngửa cái bàn chân phải lại, căng xuống. Chăm sóc sức khỏe một cách chủ động đấy, để cơ thể phục hồi một cách tự động. Thì các bạn cần rất nhiều các cái công cụ khác nhau. Yoga chỉ là một trong những công cụ giúp thịt và các ổ khớp của các bạn mềm ra. Thịt đây bao gồm thịt nạc, thịt mỡ, da, tim gan, phổi thận, ruột đều mềm ra. Cái quá trình làm mềm nó giống như chúng ta xới một miếng đất khô cằn lên đấy. Thì tự động nước
máu, không khí, oxy sẽ ngấm vào đó, thấm vào đó, nên nổi qua các ngóc ngách tế bào, các khe, các kẽ, đúng không ạ? Dẫn năng lượng đi khắp nơi thì tự động cơ thể của chúng ta nó sẽ phục hồi lại dần dần. Thì yoga chỉ là một công cụ đấy nhá. Cái công cụ thứ hai chính là dinh dưỡng tốt chúng ta đưa vào. Chúng ta muốn phục hồi cái gì thì chúng ta ăn cái điều đó vào. Tránh cái trường hợp là chúng ta quá tiêu cực nhá. Giả thiết như bây giờ các bạn đang có những cái vết viêm loét dạ dày rồi, hoặc phồng ở các ổ khớp, chấn thương, tổn thương ở các ổ khớp, mà chúng ta vẫn cứ kiên trì bám chấp với những cái thực phẩm mà chúng ta đang ăn hàng ngày đấy. Hàng ngày chúng ta đang ăn uống thiếu chất hoặc là sai cách, đúng không? Thì mới tạo ra cái vấn đề bệnh tật đó. Nhưng bây giờ chúng ta kiên trì bám chấp vào cái việc là tôi chỉ cần tập nó khỏi đấy, thì các bạn đang tập theo cách của mình chứ không phải tập theo cách của chuyên gia nhé. Kim Toàn đang chia sẻ với các bạn cái cách của một chuyên gia, các cái giải pháp của một chuyên gia. Các bạn không phải là của một chuyên gia. Tư duy, hành động và tất cả mọi thứ của các bạn không phải là một chuyên gia. Chính vì vậy nếu như các bạn vẫn học và vẫn làm theo cách của mình đấy, thì chắc chắn là sẽ thất bại. Mà thực tế đã chứng minh rồi, tất cả các lĩnh vực đều như vậy hết. Nếu như chúng ta đã tin một chuyên gia nào đó thì hãy theo một chuyên gia đó. Từ từ buông lòng, nhường nhịn. Tránh cái trường hợp là không tin ai, nghiêng người sang bên phải. Dựng chân nhá, dựng chân phải lên. Thế vặn người nào, các bạn hơi hóp bụng lại chút, đưa cái tay mình xuống đây, rồi vặn. Có rất nhiều người trong cuộc sống này không theo ai cả, trong khi đó cũng không hành động, không theo cả chính mình, đã không theo người khác, cũng không theo mình, mà lại đứng nguyên một chỗ. Thì cho dù các bạn có nghĩ 100 năm đi chăng nữa, 1000 năm đi chăng nữa, thì cơ thể của các bạn cũng không hề thay đổi. Và thực tế đã chứng minh có vô vàn người như vậy rồi. Có thể nói chuyện khá là hay, chia sẻ rất là hay, nhưng các vấn đề của mình gần như là không thay đổi rất là nhiều năm. Và thực tế chứng minh là hầu hết là người trung và cao tuổi rất là hay tâm sự, tôi bị bệnh chỗ này, tôi bị bệnh chỗ kia, nhưng đưa ra cái giải pháp thì không. Đưa ra giải pháp tập luyện thì không. Tôi bận lắm, tôi nhiều việc lắm, tôi không có thời gian. Các bạn không phải là tổng thống, chỉ là người thường dân rất là tầm thường và bình thường thôi. Làm gì mà bận đến mức độ đấy, đúng không? Bận như vậy mà không có thời gian chăm sóc cho mình thì chứng tỏ các bạn rất là không thông minh, cực kỳ kém cỏi, văn hóa cực kỳ hạn chế, đúng không? Còn nếu như chuyên gia chia sẻ các bạn ăn uống dinh dưỡng tốt và khoa học lành mạnh, thì các bạn ăn như thế vậy nó không ngon, ăn như vậy nó không no bụng. Thì các bạn không nói ra thì người ta không biết mình hạn chế kiến thức, đúng không? Nói ra rồi thì chứng tỏ rằng mình rất là dốt, rất là kém, trong khi đó vẫn cứ ăn uống như cũ, đúng không? Có nghĩa là các bạn không nghe ai hết, thậm chí cũng còn không nghe chính cơ thể của mình. Kim Toàn chia sẻ rất nhiều lần rồi, đúng không? Rồi buông lỏng quay lại, co hai chân của mình lại thế cái bàn, hai chân mở rộng vòng vai, tay đưa xa về sau nhá, đẩy lên này, du cái mông của mình về phía gót chân, rồi hạ thấp cái khuỷu tay khuỷu vai xuống. Các bạn để ý này, hai bàn chân song song, hai cái đầu gối song song, ngửa xa đầu về sau. Rất nhiều người nói chuyện rất là hay, tôi biết ơn điều này, tôi biết ơn điều khác, tôi biết ơn điều kia, nhưng thực thà ra mà nói đấy, nhìn theo cái khía cạnh chăm sóc sức khỏe của Kim Toàn đấy, thì Kim Toàn thấy rằng là những cái điều các bạn đã nói đã chả có ý nghĩa gì trong cái việc chăm sóc sức khỏe cả. Các bạn bảo yêu thương bố mẹ, yêu thương anh em, yêu thương bạn bè, yêu thương người, yêu thương trái đất, yêu thương con người, đủ thứ linh tinh, đúng không? Những thứ đó nó chả có tác dụng gì với cơ thể của các bạn cả. Các bạn quên mất một điều rằng là hàng ngày này, cái quả tim của các bạn nó đang lao động không công như các bạn. Các bạn đã bao giờ ăn một cái miếng gì đó để cho nó làm việc, nó hưởng thụ không? Cái mắt của các bạn hàng ngày nhìn rất là nhiều, rất là mệt mỏi. Có bao giờ các bạn vì nó mà ăn một viên dầu cá không? Cái bộ xương của các bạn ngày ngày tháng tháng năm năm nó gồng gánh, các bạn chả nợ ai một cái gì cả. Những cái điều các bạn nói chỉ là bắt chiếc thôi, chỉ là nghe lại của những người khác thôi. Chúng ta chỉ nợ cơ thể của chúng ta thôi, chỉ nợ chính bộ phận trên cơ thể của chúng ta, đúng không? Hàng ngày thậm chí cái bộ phận sinh dục mình nó giúp mình đi tè, mình biết ơn nó. Không có nó thì mình làm sao chướng hết cả bụng lên. Có nghĩa là chúng ta chỉ nợ chính cơ thể của mình, chính bộ phận cơ thể của mình. Và hàng ngày chúng ta chưa bao giờ vì nó mà hạ một miếng thức ăn không có lợi cho nó xuống, hạ một chén rượu xuống, đúng không? Có bao giờ chúng ta vì nó mà cắt bớt đi một vài cái giá trị nhất định, ví dụ như bớt tiền mua một cái phone, đúng không? Bớt tiền mua một cái xe máy tốt mà để dành những cái điều đó cho cái cơ thể của mình không? Hầu như không bao giờ nhá. Chúng ta chỉ hướng ngoại thôi. Rồi, thu mông của mình lại về vị trí cũ, duỗi thẳng chân trái về trước, rất là dễ, đúng không? Vắt cái chân phải lên thật cao, rồi nghiêng người sang bên trái, thế vặn người. Đây là thực tế nhá.
rất nhiều năm làm việc của Kim Toàn, Kim Toàn nhìn thấy cái điều đó rất là nhiều, thường xuyên hàng ngày, bao gồm cả người lớn tuổi, người trẻ tuổi và người già, nam hay nữ cũng vậy. Mọi người có thể sẵn sàng bỏ cái tiền ra mua một cái xe rất ít khi sử dụng, mục đích chỉ để oai thôi. Mua bộ quần áo, cái túi sách rất là đẹp, cái điện thoại rất là đẹp, nhưng chả dùng gì cả, mục đích cũng chỉ để oai thôi. Xây cái nhà rất là to, nhưng cũng chỉ để oai thôi, trong nhà chả có cái vật dụng gì cả. Còn cơ thể các bạn, bảo mua một lọ dầu cá, một lọ canxi, ăn một bữa ăn lành mạnh, không. Chán nhỉ? Các bạn có thấy điều đấy rằng là nếu như càng nhiều người không tương tác với cái điều đó đấy, thì các bạn có thể trải nghiệm rằng là có thể hình dung rằng là những cái người chia sẻ kiến thức như Kim Toàn rất là cô độc không? Thực sự là rất là cô độc đấy. Những cái điều mà mình tốt mình lan tỏa cho xã hội nhưng không ai tiếp cận. Sức khỏe và sắc đẹp nó không dành cho số đông. Chính vì vậy nếu là đại đa số xã hội không tiếp cận, không sao cả, có sao đâu. Các bạn có thể hình dung rằng là xung quanh cuộc sống của chúng ta có vô vàn người có bệnh tật, vô vàn người xấu, vô vàn người không khỏe mạnh, nhưng chỉ có một số rất ít là khỏe mạnh, một số rất ít là xinh đẹp, đúng không? Thì sức khỏe và sắc đẹp không dành cho số đông. Chính vì vậy những cái bài tập mà Kim Toàn chia sẻ, kiến thức Kim Toàn chia sẻ cũng không cầu thị là cả xã hội cùng tiếp cận nhé. Rồi buông lỏng quay lại, vắt thật cao chân phải của mình lên, hóp bụng lại nào, thật sâu, thật cao. Rồi thẳng lưng lên, rồi căng xuống. Và Kim Toàn biết là đại đa số nam giới đấy là rất phải bướng về cái việc là ăn và uống khoa học, chỉ có một số cực kỳ nhỏ lắm là biết sợ. Tuy nhiên chỉ sợ một vài tháng rồi lại đâu vào đó. Có nghĩa là yếu thì đúng là đi chăm sóc sức khỏe thân thể thật, nhưng vài hôm, một hai tháng êm rồi lại khỏe lên, lại tiếp tục đâu vào đấy. Người ta gọi là ngựa quen đường cũ mà. Lý do rất là dễ hiểu thôi. Các bạn đang sống ở cái môi trường đó với những con người như vậy, các bạn không thể nào thay đổi được. Các cụ đã có câu rồi, môi trường tác động mạnh hơn cả ý chí. Nếu như các bạn muốn thay đổi đấy thì buộc phải ra môi trường khác sống, đừng ở môi trường đó nữa. Nếu như các bạn muốn uống rượu thì các bạn làm sao ạ? Chỉ cần chuyển đến cái môi trường có nhiều người uống rượu, hàng xóm uống rượu, đúng không? Anh em uống rượu thì tự động uống rượu ấy thôi. Còn muốn cai đấy thì phải ra môi trường khác, chứ ở trong môi trường đấy không cai được đâu. Và thực tế đã chứng minh rồi, những người nghiện này, nghiện thuốc phiện này, nguyện rượu này thì buộc phải vào trại. Trong trại không có gì thì cai được luôn, nhưng về nhà lại có đầy bạn bè như vậy, lại đâu vào đấy thôi. Duy trì nhá, thì đó là một cái giải pháp mà Kim Toàn chia sẻ rất là dễ thôi. Từ từ buông lỏng nhổm dậy. Rồi bình tĩnh này, thu hai chân của mình vào lòng, sát vào lòng. Thẳng lưng lên, duỗi xuống. Và các cái món ăn cũng vậy thôi. Nếu như chúng ta làm sao ạ? Các bạn có để ý thấy bây giờ là rất nhiều người không vẫn nấu các cái mâm cúng là canh măng miến này, xôi này, gà này, đúng không? Nhưng bây giờ có một số gia đình rất là văn minh, thậm chí là không đốt vàng mã nữa rồi, đúng không? Không đốt vàng mã nữa rồi, và cũng không nấu những cái món ăn mà nó gây ra mỡ nội tạng nữa rồi. Thực tế là chứng minh như vậy mà. Thậm chí những nơi người ta còn cúng heo thì nữa, cúng cả sashimi, cúng cả cá hồi, cúng lồi lẩu nữa. Đó, cứ là bố mẹ người ta ăn cái gì thì cúng cái đấy. Chứ bây giờ bố mẹ mình ngày xưa thì chỉ có ăn món đó thôi, thì giờ mình chỉ biết cái món đó, đúng không? Chẳng hết sau này có ai đó thì chỉ ăn đồ chay thôi, cũng chỉ cúng chay thôi, chẳng nghĩa là cúng đồ mặn à, đúng không ạ? Thì các bạn hình dung là xã hội thay đổi thì cái tư duy nó sẽ thay đổi. Tuy nhiên ấy, thay đổi được cái thói quen ăn uống. Tại vì cái thói quen ăn uống nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể của mình, chứ không phải là có thế hệ nhá, mà trực tiếp cơ thể của mình tại thời điểm hiện tại. Có đúng là khi mà người chết đi rồi mà vẫn còn phải cúng cái món cũ không? Nếu như các bạn cúng món mới đấy thì chắc chắn họ không ăn đâu. Giả thiết bây giờ những người trẻ ta đang ăn bột, đúng không? Mà người ta chết sớm thì các bạn không thể cúng canh măng miến được, cúng bột cho người ta, đúng không? Rồi từ từ buông lỏng nhổm dậy. Rồi duỗi chân trái sang ngang. Tiếp tục này, lựa cái tay trái của mình xuống dưới chân phải, nghiêng người nhá, nâng cao lên, nghiêng, càng căng càng tốt. Duy trì nhá. Các cái kiến thức trao đi luôn là câu chuyện. Kim Toàn tập trung rất nhiều vào cái việc phát triển cá nhân. Có nghĩa là gần như là khám bệnh đấy. Bác sĩ bao giờ cũng phải đưa ra khám thật chuẩn, đúng không? Thông qua cái việc khám rất là chuẩn rồi
thì chúng ta mới có được cái giải pháp nó thật là rõ, thật là tập trung. Tránh cái trường hợp là chúng ta khám nhầm. Thì cái câu chuyện của Kim Toàn mang tính chất là chia sẻ cũng giống như là khám bệnh đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy bóng dáng của mình ở đâu đó trong đó. Lý do tại sao Kim Toàn biết rất là nhiều như vậy, thì bản thân Kim Toàn cũng là một cái người nam giới, là một cái người đàn ông sống ở cái chu kỳ xã hội đó, cũng tầm tuổi như các bạn thôi. Kim Toàn đã trải nghiệm rất là nhiều, vừa Tây vừa ta, đúng không? Rồi bình tĩnh nhá, nâng cao vai của mình lên. Chính vì vậy có khá là nhiều trải nghiệm, thậm chí có cả tiểu xảo nữa cơ. Các bạn chỉ cần nghe một lại một chút và tổng kết lại một chút xíu, nhớ lại một chút xíu thôi, chỉ cần nhớ lại một chút thôi. Các bạn nhìn thấy mình, hình ảnh của mình ở trong đó thôi. Đó là dành cho nam giới nhá. Còn nếu như dành cho nữ giới đấy, thì đại đa số nữ giới là chỉ ăn sai bữa sáng thôi. Bình tĩnh này, đặt tay phải vào hông, siết eo phải của mình, kéo người lên. Rồi, thu cái chân trái lại, giữ chân phải sang ngang. Rồi, bình tĩnh nhá. Tiếp tục, tay phải túm dưới, nâng lên, nghiêng. Rồi, gập sâu, sâu sâu căng xuống. Đối với nữ giới đấy, thì đại đa số nữ giới là như thế này, hướng dẫn, hướng tới cái việc mà nữ giới mà bị say đấy, uống rượu say đấy. Đại đa số nữ giới Việt Nam thì rất ít uống rượu. Chỉ có điều là nữ giới Việt Nam là hay ăn sáng sai thôi. Có nghĩa là buổi sáng mà các bạn hay ăn cái bữa sáng, dụ canh măng miến bánh đa hoặc nấu cơm ăn đấy, thì cho dù các bạn có là người trẻ tuổi thì bụng cũng rất là to. Có nghĩa là phần bụng dưới là xung quanh cái cặp quần đấy, nó phồng lên rất là to. Và hầu hết những người như vậy đấy đều có vấn đề liên quan đến xương khớp. Cứ bụng to lùm lùm như vậy là kiểu gì xương khớp cũng đau, không đau chỗ này thì đau chỗ khác. Đây là công thức nhá. Có nghĩa là quả thận của các bạn cũng bị hỏng, đúng không? Cũng bị hỏng dạ dày. Trong khi đó là chả có uống rượu mấy cả, không ăn uống phàm phu như nam giới mà dạ dày cũng hỏng, xương khớp cũng hỏng. Thì các bạn phải đặt cái câu hỏi tại sao chứ, đúng không? Do chúng ta ăn sai đấy. Rồi, rất là tuyệt vời đúng không? Duy trì nhá, căng nhá. Một lát nữa thôi Kim Toàn sẽ hướng dẫn cho các bạn, chia sẻ cho các bạn. Chính xác là chia sẻ nhá. Cái cách uống rượu làm sao nó thật là sang, thật là đẹp, thật là thơm, ngon, say phê, nhưng không bị ảnh hưởng sức khỏe. Thậm chí càng uống càng khỏe mạnh. Tránh cái trường hợp là chúng ta uống theo cái kiểu chúng ta đồn nhau nhá. Cái văn hóa uống rượu là cần phải học, chứ không phải là cứ đồn nhau, nghe người này nói, nghe người kia nói đâu, chúng ta làm theo. Bình tĩnh này, đặt tay phải vào hông, nên. Rồi, xoay người của mình sang trái. Thế con công, gác chân ngang chiều dài của thảm. Rồi nằm xuống, áp cái má trái của chúng ta xuống thảm, duỗi hai tay về sau. Người Việt Nam của chúng ta rất là thông minh, thậm chí là sức sáng tạo cực kỳ lớn. Tuy nhiên là rất ít người có cái năng lực là viết lại thành một cái quy trình. Có nghĩa là các bạn sử dụng tất cả kỹ năng kỹ xảo của mình thông qua kinh nghiệm là chính. Mà kinh nghiệm thì buộc phải thể nghiệm. Muốn có được kinh nghiệm thì buộc phải thể nghiệm. Có nghĩa là chúng ta phải lấy cơ thể của mình ra để thể nghiệm. Sau khi thể nghiệm thì chúng ta bắt đầu có kinh nghiệm, có trải nghiệm, đúng không? Sau đó chúng ta mới vận dụng cái kiến thức đó vào được cái cơ thể của mình. Tuy nhiên rất hiếm, cực kỳ hiếm có người nào đó có thể viết lại được cái quy trình đó. Ví dụ quy trình uống rượu, cái gì chẳng có quy trình. Trên đời này chẳng có cái gì là không có quy trình cả. Kể cả nấu cơm các bạn cũng phải theo quy trình đúng không? Các bạn không có thể có chuyện là cứ cắm luôn cơm luôn vào, đổ luôn gạo và cắm luôn điện luôn đúng không? Mà phải đổ nước vào xong phải vo gạo. Có nó có quy trình rồi thì cái nồi cơm nó mới thể ngon được. Kể cả đi vệ sinh cũng phải có quy trình. Chứ không phải Kim Toàn lấy ví dụ giả thiết. Chứ tôi buồn đi tè, chạy vào đấy phải mở cửa, phải lật nắp bồn cầu đúng không? Phải quỳ quần xuống. Nhưng bây giờ nắm người vào vắt quên quỳ quần, thế là ra quần luôn đúng không? Có là quy trình của chúng ta ngược quy trình. Thì các bạn hình dung tất cả mọi điều trong cuộc sống đều có các bước, các gạch đầu dòng. Thì uống rượu cũng vậy thôi. Tránh cái trường hợp là chúng ta tự nghĩ, tự chế ra và không tìm hiểu, không nghiên cứu. Nếu như các bạn thích nghiên cứu đấy, các bạn cứ thử viết một quy trình xem. Thử viết một cái đấy nhá. Rồi, chống tay nhổm dậy. Dựng chân trái của mình lên đè hông. Thử viết một thứ ra thôi, không cần nhiều. Giả thiết như bây giờ viết thử một cái quy trình uống rượu, sao cho uống nó có văn hóa, nó đẹp, có say, nhưng không mệt. Thử xem,
sau đó chúng ta test thử thấy hiệu quả, sau đó chúng ta viết sang các cái quy trình khác thì các bạn sẽ thấy rất là thú vị. Nó rất là nhẹ nhàng, cũng giống như các bạn hướng dẫn trẻ con của mình nấu cơm đấy, hoặc quét nhà. Nếu như có quy trình đấy thì các bạn chỉ cần nhắc nhiều lắm là 5 đến 3 lần thôi. Có nghĩa là 3 đến 5 lần là nhiều thôi là các con sẽ làm được. Tránh cái trường hợp là tôi biết rằng là Kim Toàn biết rằng là có những bà mẹ dạy con nấu cơm mà đến năm thứ 10 vẫn cứ quát ầm ầm. Có nghĩa là các bạn có kiến thức ở trong người nhưng các bạn không thể nói ra được cái điều mình nói, thậm chí là còn bị bí tử. Đúng không? Và thực tế đã chứng minh điều đó rồi. Chúng ta nhắc đi nhắc lại một việc mà đến 10 năm rồi mà vẫn sai. Thì cái điều sai này không phải là do cái người thực hiện sai nhé, mà là do cái người dạy sai. Thì các bạn hình dung là cuộc sống nó khá là thú vị như vậy. Rồi, đè gối với dài hai tay của mình về trước. Gập sâu người xuống nhá. Các bạn thử hình dung thử xem. Cái quy trình uống rượu của người Việt chúng ta có thể viết lại được rồi đúng không? Tại vì bản thân chúng ta cũng đã đang ở trong cái quy trình đó mà. Thậm chí còn biết cách phá vỡ cái quy trình đó để nó vui hơn. Thì các nước tiên tiến, các cái văn hóa uống rượu của các quốc gia khác, họ cũng có quy trình uống rượu. Họ cũng sẽ không uống theo kiểu của chúng ta đâu. Giả thiết này, người Tây họ uống rượu Tây nhá, họ không uống rượu nấu, rượu nào cũng nấu thôi. Nhưng họ ủ rất là lâu, có thể rất nhiều chục năm. Hoặc họ sử dụng các cái phương tiện máy móc để khử các loại men, các cái chất độc hại đi đúng không? Thì cái cách uống của họ nó đơn giản lắm. Hầu hết họ không uống rượu kèm thức ăn, mà họ ăn rất là nhẹ, ăn theo kiểu thưởng thức thức ăn đấy, thưởng thức hương vị của thức ăn. Và họ uống rượu, họ uống rất là ít, đôi khi là chỉ còn tầm khoảng 3 đến 4 cái chén mắt trâu thôi. Cái chén mắt trâu mà các bạn biết là cái chén rất là nhỏ bằng mắt con trâu đấy. Các bạn không biết chén mắt trâu thì có thể tra Google là ra đúng không ạ? 3 cái 4 chén đó nếu như mà các bạn uống ở cái trạng thái mà cơ thể ăn ít hoặc là không ăn gì, thì như vừa rồi Kim Toàn chia sẻ đúng không ạ? Nếu như các bạn ăn nhiều vào thì sẽ làm sao ạ? Chả thấy say cái gì cả. Tại vì cơ thể chúng ta sẽ ưu tiên tiêu hóa thức ăn trước. Rồi, sau đó điều gì xảy ra nhỉ? Chúng ta không ăn vào thì chúng ta sẽ hấp thụ rượu ngay tức khắc. Thì cùng lắm nhé, chỉ khoảng 1 tiếng sau, nhiều lắm là 1 tiếng sau thôi, các bạn sẽ say. Rồi, chống tay bước lùi. Tuy nhiên ấy, cái cơn say nó không bị đổ sập, nó không bị sập, nó không bị gục, nó không bị mất kiểm soát của thần kinh, mà nó sẽ giúp thần kinh của chúng ta rất là hưng phấn. Thì tất cả những người uống đúng cái quy trình đó của Tây đấy thì các bạn rất là vui, càng uống thì càng vui, càng thích đúng không? Và không muốn uống nhiều đâu. Tại vì uống thêm một chút nữa thì cái cảm giác say nó không sướng như cũ nữa, mà nó cảm thấy chung nó mệt hơn, nó căng thẳng hơn, đau đầu hơn. Có nghĩa là các bạn sẽ tự động dừng lại. Cũng giống như chúng ta ăn đúng cách ấy, thì tự động chúng ta ăn đủ rồi, no rồi sẽ dừng lại không ăn nữa. Còn đại đa số chúng ta ăn sai cách rồi đúng không? Ở cái bài tiểu đường mà Kim Toàn chia sẻ đấy, là do chúng ta ăn sai cho nên chúng ta càng ăn chúng ta càng thèm ăn. Và càng ăn thì càng đói, đúng không? Tất cả những người mà nói một câu như thế này, ăn như thế thì tôi thấy đói lắm, không ăn được, hoặc ăn như thế thì không no bụng, không ăn được, ăn như vậy là không ngon đấy, thì có nghĩa là các bạn đang nghiện thức ăn đấy. Không khác gì những người nghiện uống rượu đâu. Nếu như các bạn nghiện thức ăn, các bạn bị tiểu đường, các bạn bị gút, các bạn bị xương khớp, bị tai biến hay bị đủ các thứ gì, các bạn cũng xấu xí, cũng bệnh tật, không khác gì như những người nghiện rượu. Chỉ là các bạn không nhìn nhận ra cái điều đó thôi. Các bạn có hình dung là tất cả những người mà ăn uống xấu xí đúng không? Thèm ăn không? Người rất là xấu, thần sắc rất là xấu, thậm chí dáng vóc cũng xấu đúng không? Bệnh tật cũng xấu, suy nghĩ cũng xấu, mệt mỏi như vậy còn đâu ra cảm xúc nữa. Rồi chó giữ mình đẹp về. Thì cái việc mà các bạn thèm ăn không khác gì cái việc là thèm uống rượu, đúng không? Nếu như các bạn ăn đúng thì chúng ta sẽ không thèm ăn, đúng không? Chúng ta ăn như thưởng thức thức ăn đấy. Còn nếu như chúng ta uống rượu đúng thì chúng ta sẽ không thèm rượu. Chúng ta thưởng thức rượu, thưởng thức cơn say. Uống rượu để thưởng thức cơn say, thưởng thức cái cảm giác say, chứ không phải uống rượu để say sập nguồn nhá. Thì các bạn phải lấy cái sự so sánh đúng không? Duy trì nhá. Ép sâu vai của mình xuống. Kim Toàn chia sẻ đến đây thì các bạn đã có thể gần như là tự tổng kết ra được rồi đúng không? Tự viết ra được cái quy trình uống rượu của mình rồi đúng không? Có thể nói là các bạn còn xuất sắc hơn cả Kim Toàn rất là nhiều lần. Rồi từ từ duỗi thẳng người ra. Bước chân phải lên. Thế con công. Nằm xuống. Áp cái má phải của mình xuống thảm. Nếu như các bạn uống rượu đúng cách, như vừa rồi Kim Toàn chia sẻ ấy, đúng cái quy trình đấy, thì các bạn cũng say, cũng phê. Nhưng cái cảm giác say nó rất là vui, nó cảm giác là đáng yêu.
câu chuyện nó rất là vào, chứ nó không phải kiểu như bỗ bã nói bằng chết. Có ai người ta cần mình nói đâu, nói nắm mồm nói nhiều đau hết cả đầu, nó đi nói lại một câu chuyện nó thành vô duyên đúng không? Tai nghe nhạc rất là tốt, thậm chí là các bạn có để ý thấy rằng đây là họ uống rượu xong họ rất là hay nhảy múa đúng không? Rất là dễ thương đúng không? Cái cử chỉ cơ thể của họ trông rất là đáng yêu, chứ không phải như những mấy ông Việt Nam uống rượu đế vào say xong rồi nhảy loạn quạng quạng, trông kiểu như thần kinh như lên đồng ấy, trông nó kinh lắm. Uống rượu đã xấu rồi, ăn xấu rồi, sụp xoạp, ngồi quạt thức ăn trông kinh khủng luôn. Ăn rượu xấu, thức ăn xấu, rượu uống cũng xấu, nhảy múa trông cũng kinh, hát thì cứ ăn ngẳng, mệt mỏi vô cùng luôn. Lại còn vô duyên chứ, hát được ổng, bật karaoke hát hét sang nhà hàng xóm. Tức là chúng ta không thể kiểm soát được mình nữa rồi, mà chúng ta sử dụng làm sao ạ? Chúng ta sử dụng cái cảm giác say để mục tiêu là để cho làm cho mình lú lẫn đi. Thì các bạn hình dung là cái văn hóa uống rượu không khác gì cái văn hóa sử dụng thực phẩm nhé. Nữ giới thì làm sao ạ? Ăn uống sai cách, xấu xí, bệnh tật. Các bạn cứ chê những người nghiện ngập họ xấu xí, nghiện thuốc phiện đấy, trông họ như con ma con quỷ. Nhưng những cái người mà tiểu đường, gút, huyết áp, mỡ máu, tiền đình cũng xấu xí chả khác gì họ cả. Không khác gì đâu. Các bạn cứ làm một phép so sánh mà xem. Nhìn thấy ai đó đang tiểu đường, ai đang tai biến tầm một chỗ mà xem, cũng ỉa gì đấy dầm nước dãi, nước riết cũng chảy ra, mặt mũi cũng ngây dại ra. Thì người uống rượu cũng như vậy, người ăn uống tham lam sai cách cũng y xì như vậy. Chống tay găng hông, nhổm dậy. Các bạn phải cảm thấy rằng là rất là may mắn. Kim Toàn năm nay là 42 tuổi rồi, nhưng thực sự là để gặp được những người thầy mà tốt mà chia sẻ những kiến thức như vậy đấy, thì thực sự là Kim Toàn mất rất là nhiều tiền, cực kỳ nhiều tiền luôn. Thậm chí là những cái tiền đấy còn không có cái điều kiện để mà đắp vào cơ thể hoặc là vào gia đình của mình nữa, mà dùng là phải dùng để đi học, chi trả cho chi phí đi học. Còn cái sự chia sẻ của Kim Toàn đây là với các bạn là hoàn toàn là miễn phí nhá. Nếu như ai đó gặp được Kim Toàn sớm thì có nghĩa là các bạn may mắn Kim Toàn rất là nhiều. Chính xác là những cái kiến thức uống rượu đấy, Kim Toàn phải tổng kết ít nhất là mất khoảng 5-7 năm, mỗi ngày một chút, chứ không phải ngày nào cũng đi uống rượu đâu. Thi thoảng mới có cơ hội đi uống rượu đúng không? Chứ còn đi uống rượu suốt thì lấy đâu ra kiến thức để chia sẻ với các bạn, cũng như là còn tập luyện yoga nữa đúng không? Thì các bạn hình dung là nếu như các bạn còn trẻ, tầm dưới 30 tuổi hoặc là dưới 20 tuổi mà nghe được cái sự chia sẻ của Kim Toàn thì có nghĩa là các bạn giàu hơn Kim Toàn rất là nhiều đấy. Còn nếu như mà các bạn đang ở độ trên cái độ tuổi đó, 40-50 đấy, mà các bạn nhận được cái sự chia sẻ từ Kim Toàn ấy, thì các bạn thể cảm thấy rằng là mình rất là may mắn, mình chẳng mày mất cái gì cả, được nhận một cách rất là miễn phí. Rồi đè gối của mình về trước, với dài hai tay về trước nhá. Không chỉ miễn phí mà lại còn rất là chân thực, rất là ngắn gọn đúng không? Không màu mè, không là dài dòng, và có sự so sánh rất là rõ ràng. Các bạn cố gắng nhá. Cái việc mà chúng ta chia sẻ với nhau đấy, Kim Toàn nói rất là nhiều đúng không? Thậm chí nhiều bạn quen rồi bảo nói gì đấy, nói nhiều thế, nắm mồm thế, đau đầu. Tập thì tập đi cái lải nhải gì đau đầu đúng không? Không phải Kim Toàn nắm mồm mà đấy chỉ là ôn bài thôi. Ôn bài để ngày mai nói tốt hơn. Ngày mai làm chuyên gia mà, Kim Toàn làm chuyên gia thì phải nói nhiều mới có tiền đúng không? Có nhiều người nghe thì mới có kinh phí, mới có cuộc sống chứ. Chứ không phải là hành các bạn hay là thể hiện cái chuyên môn của mình. Mệt mỏi lắm chứ, các bạn cứ thử tập cùng Kim Toàn mà xem. Vừa tập vừa nói luyện đúng không? Giọng méo và lạc cả đi, gạt cả mũi. Duy trì nhá. Rồi, chậm rãi, chậm dậy thu chân lại. Thế anh Hùng quỳ, cố gắng thật gọn gàng ngay ngắn vào, di chuyển ít thôi, càng ít sột soạt càng tốt. Có lẽ là các cái cử động của chúng ta rất là đơn giản đúng không? Nhẹ nhàng, từ động tác A sang động tác B rất là nhanh gọn. Muốn sống thọ thì hãy để cho cơ thể của chúng ta có cái cơ hội tự chữa lành. Đấy là cái tiêu đề đầu tiên mà Kim Toàn đang hướng vào làm. Thì các bạn chỉ hình dung một cách rất là đơn giản thôi. Cơ thể chúng ta tự động sẽ phục hồi đủ tất cả các loại tổn thương trên 80%. Hầu hết tất cả các cơn đau nhé và các vấn đề liên quan đến sức khỏe đều được cơ thể tự chữa lành. Thì các bạn hình dung là chúng ta chỉ cần làm việc gì nhỉ? Thứ nhất là tập luyện thường xuyên với Kim Toàn. Thông qua cái việc của các bạn tập luyện ấy, thì các bạn mới nhận được những cái sự chia sẻ. Có nghĩa là chính là cái tư duy đấy, chứ không phải cái công cụ đâu nhá.
cũng giống như việc chúng ta muốn đi từ đây đến thủ đô. Giả thiết từ đây đến thủ đô là 100 km, chúng ta có thể sử dụng rất nhiều công cụ khác nhau, có thể đi xe đạp, đi xe máy, đi tàu hỏa, đi ô tô, lái xe riêng, đi bộ, thậm chí là đi giật lùi cũng đến được Hà Nội, cũng đến được thủ đô, đúng không? Thì công cụ nó không quan trọng, mà quan trọng là các bạn hình dung trong đầu chúng ta nên sử dụng những công cụ gì, đúng không? Và nên lồng ghép những cái công cụ gì cùng với nhau để đạt hiệu quả cao nhất. Thì trong dinh dưỡng và thức ăn cũng vậy, trong thuốc men cũng vậy. Các bạn có thấy bao giờ bác sĩ kê đơn có một loại thuốc không? Mà hàng nắm thuốc, mỗi một loại thuốc đều có một tác dụng nhất định. Ví dụ như thuốc kháng sinh thì dùng để chữa bệnh, đúng không ạ? Thì bao giờ cũng kèm một chút vitamin các loại để giúp chúng ta làm sao ạ? Thải bớt độc tố của các loại kháng sinh nó đi, giúp cơ thể chúng ta nâng cấp nó nhanh hơn. Rồi chống tay trái sang ngang, nghiêng người duỗi hai chân về trước, động tác căng duỗi tiếp. Lần này kéo ngửa lòng bàn chân của mình lại nhé, thẳng lưng, bẻ hai cạnh bàn chân ra phía ngoài, đúng không ạ? Các cái kiến thức mà Kim Tròn chia sẻ đấy, nó chính là tư duy. Các bạn hình dung này, chúng ta hầu hết đều đi tìm kiếm tiền. Trong cuộc đời con người hầu hết đi tìm kiếm tiền. Thông qua tiền chúng ta có hạnh phúc, đúng không? Ai mà chẳng mong muốn hạnh phúc, chẳng ai là không mong muốn cả. Nhưng hầu hết chúng ta chỉ tìm kiếm tiền thôi. Chúng ta quên mất điều rằng là chúng ta cần phải phát triển cá nhân. Thì các cái kiến thức mà Kim Toàn chia sẻ từ đầu đến cuối đấy, toàn là kiến thức phát triển cá nhân thôi. Các bạn có thể hình dung là chúng ta có cần tiền đâu. Không cần tiền các bạn vẫn chữa được bệnh cơ mà. Không cần tiền các bạn vẫn có được thức ăn ngon. Không cần tiền các bạn vẫn say được rượu. Nếu như các bạn không có kiến thức như vừa rồi Kim Toàn chia sẻ nhé, thì các bạn tốn rất nhiều tiền vào uống rượu, sau đó các bạn tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh, đúng không? Tốn rất nhiều tiền để làm đẹp, tốn rất nhiều tiền để có được những cái bữa ăn bổ dưỡng cho sức khỏe. Thì các bạn hình dung là Kim Toàn đang hướng tới một cái liệu pháp, liệu trình là không cần sử dụng tiền, mà chỉ cần thay đổi cái tư duy trong đầu chúng ta thôi. Thì thông qua cái việc chúng ta có cái kiến thức tốt, có cái tư duy mindset tốt, thì tự động chúng ta sẽ tìm kiếm được hạnh phúc mà không cần phải đến rất nhiều tiền, đúng không? Tránh cái trường hợp là chúng ta kiệt lực vào một vấn đề. Và trong cuộc sống là rất nhiều người, rất nhiều người là như vậy. Gần như dành cả cuộc đời, cả sức khỏe của mình, thậm chí cả sinh mệnh của mình vào cái việc tìm kiếm các cái nguồn lực phía ngoài, sau đó sử dụng cái nguồn lực đó để đi thuê, đi mua, đi vay mượn các thứ bồi đắp vào cơ thể của mình. Các bạn quên mất một điều rằng là chúng ta đã mất cái cơ hội rồi, hết thời gian rồi. Chờ đến khi chúng ta sử dụng cái nguồn kinh phí đó bồi đắp vào cơ thể của mình đấy, thì cơ thể của chúng ta đã xuống cấp rồi. Cái thời gian phục hồi cho nó không còn nhiều rồi. Cũng giống như buổi trước Kim Toàn chia sẻ, đúng không? Giả thiết mức độ hỏng gan của chúng ta ở mức độ 10, có 10 mức độ. Chúng ta không thể biết được mình đang ở mức độ thứ mấy, thì chúng ta phải tìm đến bác sĩ. Nhưng khi mà chúng ta tìm đến bác sĩ đấy, thì thường cái mức độ hỏng của chúng ta nó đã ở mức độ khá là nặng rồi, để chúng ta có cảm nhận đến cái cơn đau nó rất là lớn rồi. Thậm chí nó lớn đến mức mà chúng ta cảm thấy rằng đây là cái thứ tự ưu tiên hàng đầu cần phải xử lý, chứ không phải là tiền nữa. Rồi từ từ buông lỏng, nhổm dậy, duỗi hai chân của mình về trước. Nào, đập chân. Yoga cũng là một cái trường phái tu luyện thôi, cũng xuất phát từ đạo Phật ra. Tuy nhiên không phải đạo Phật của Việt Nam nhé, mà đạo Phật của Ấn Độ. Và các cái giải pháp của những người xưa ta làm đấy là rất là có lý. Tại vì ngày trước đấy, con người cũng rất là thông minh. Các bạn có thể chứng minh rằng là có rất nhiều người cổ đại cực kỳ thông minh, thậm chí đã chế tạo ra những cái phương tiện mà bây giờ còn giật mình, đúng không? Thì một trong những cái phương pháp, những cái công cụ mà con người cổ đại chế tạo ra chính là yoga và các cái liệu pháp chữa lành tự nhiên của yoga nhé. Rồi, sau đây Kim Toàn sẽ giúp các bạn tổng kết lại cái cách ăn uống sai của nữ giới và cái cách uống rượu sai của nam giới. Thì chúng ta so sánh cái việc đó để chúng ta cảm nhận thấy rằng là hai người đều sử dụng cái phương tiện khác nhau nhưng sẽ đi đến một cái kết quả giống nhau, do sai đấy nhá, ăn và uống. Và người Việt của chúng ta làm sao luôn luôn dính vào miệng cái câu là làm ăn, ăn chơi, ăn mặc, ăn học, cái gì cũng kèm thức ăn. Nhưng chúng ta chỉ hiểu theo nghĩa đen là ăn ở đây là ăn no cái bụng của mình thôi, chứ không phải là ăn để đảm bảo sức khỏe và sắc đẹp nhá. Vừa rồi là toàn bộ bài tập của buổi ngày hôm nay, trao các kiến thức trao đi xoay quanh chủ đề là uống rượu đúng cách và ăn uống đúng cách. Nếu như các bạn có thấy mình mắc ở đâu nhá, các bạn còn cần thế cần ở đâu. Đối với nam giới thì là nâng cấp chức năng sức khỏe quả thận của mình lên. Kim Toàn có thể cam kết với các bạn một điều rằng này, nếu như các bạn làm đúng cái phương pháp mà Kim Toàn chia sẻ đấy, thì cái quả thận của bạn sẽ khỏe hơn người bình thường ít nhất là 3 đến 5 lần.
Và thực tế là chứng minh được điều đấy nhá. Thực tế chứng minh Kim Toàn cam kết với các bạn rằng nhá, các bạn có thể dùng quả thận của mình vào rất là nhiều việc. Ví dụ như quan hệ tình cảm, ví dụ như là để dùng để vận hành cái khung xương, bộ xương của các bạn. Còn đối với nữ giới đấy, thì các bạn sẽ biết cách ăn uống làm sao để hợp lý, tránh cái trường hợp là cái bụng dưới của chúng ta rất là to. Các bạn hình dung này, tránh cái trường hợp bụng dưới của mình là to. Thì ở đây đấy, Kim Toàn có thể khẳng định này, kể cả những người chưa sinh hoặc sinh rồi, bụng đều to nếu như các bạn ăn sai cách. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu như các bạn muốn hiểu sâu hơn, rõ hơn và dễ dàng hơn thì các bạn làm sao? Inbox tương tác với Kim Toàn nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Namaskar.